nhìn tất cả mọi người, lại là Ngọc đây. Hello. Hôm nay ban tổ chức và ekip có giao cho Ngọc một cái thử thách. Đây, chính là cái tờ giấy. Ngọc sẽ đọc cho tất cả mọi người nghe nha. Thử thách hôm nay, bạn hãy xem những bức ảnh sau và đoán tên người trong ảnh là ai. Đây đều là những gương mặt mà bạn đã từng gặp qua. Nếu đúng 10 trên 10, bạn sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt từ Queen. Nếu đoán đúng ít hơn 50%, bạn sẽ bị phạt. Phần thưởng là một bộ dụng cụ học tập Queen. Mình mong là mình sẽ thắng. Ủa là cái này ha, ban tổ chức ơi. Oh wow, tuy cái này mình có nhiều rồi nhưng mà mình vẫn muốn sở hữu thêm. Ok, bắt đầu thôi. Let's go. Cái hình đầu tiên. Ai trời. Ai ta. Tự nhiên cái có cái phần mắt không mà sao mà nhận ra được. Ai vậy ta. Trời, mọi người nhìn tiếp bọn Ngọc thôi. Ai vậy. Oh no. Thôi, next. Trời, ủa chị Thơ Nguyễn, trời cái này hình avatar luôn á, hình avatar của YouTube luôn á. Không nhận ra. Không nhận ra. Ủa rồi cái miệng không, rồi có cái mấy cái răng không, rồi sao mà nhận ra đây? Ai vậy ta? Ai ta? Sao mà khó quá. Sao mình thua, mình xin thua luôn. Ủa anh Tiểu Bảo Bảo, sao hôm nay mình kỳ với ta, không có ai mình nhận ra hết vậy. Cái hộp này phải cố gắng lên. À, người thứ ba đấu xa lạ gì đó mọi người. Anh hai mình nè, đúng không? Đâu có xa lạ gì đâu. Một nước da thật là trắng bóc như bạch tuyết luôn. Và hình tiếp theo. Cái miệng người quen lắm. Miệng người quen lắm nè. Cái má thì phúng phính. Mai Thanh Hà đúng không? Yeah. Là ai đây? Hả? Là ai ta? Ủa? Đây. Sao mà nhận ra? Mình xin thua mọi người ơi. Ủa chị cà chua. Tại sao lại không nhận ra? Sao kỳ vậy ta? Cái tóc hả? Tóc này hả? Tóc này còn ai xa lạ nữa ta? Quen, tóc này quen. Hả? Chị không say thôi cơ. Là Ngọc. Không. Cái game này không thể nào mà đơn giản như vậy được. Chúng nó phải suy luận logic hơn. Cái này không thể nào mà Ngọc được. Hả? Ai với Ngọc ta? Hay là chọn Ngọc Đại đi. Ấy, Ngọc nè, tự nhiên cái mình suy luận cho nó khó lên quá vậy. Rồi, hình tiếp theo. Ủa ai vậy? Ủa lô ai vậy? Ai ra? Có cái nón phải Duy Anh không? Hình như Duy Anh. Phải Duy Anh không mang được chút ơi? Xuất sắc Ngọc ơi! Xuất sắc trời ơi! Hình tiếp theo. Ai ta? Zoom vậy rồi sao biết ai trời? Hình như là Mai Mơm. Yeah, mẹ Oanh. Mẹ Ngọc. Chính xác rồi mọi người ơi. Tiếp theo, next. Đây là ai vậy? Hù ai am, đây là ai? Đây là ai? Đây là ai? Ơ kìa. Đây là ai? Ủa? Cái cầm không khó đấy luôn. Cái cầm hả? Rồi sao mà đấy? Cho cái môi đi cũng đáng được. Chứ sao cái cầm rồi sao mà đấy? Thua, không biết.
Ủa anh bị mất. Ủa sao mà lại không đoán ra? Hả? Vậy gì? Chúng ta tiếp tục hết trơn. Đây là ai đây? Chính giữa là Ngọc. Rồi hay nên Ngọc nhớ trong ghế của Ngọc hoài. Ngọc đã chụp hình với ai? Cái bộ này ở trong phong xanh. Tại cái nhà nó ngày qua phong xanh. Ngày qua phong xanh là có Ba Thành, Mẹ Diễm, Duy Anh, Tám Tuốt. Chú Ba Thành, chú Hoàng Mèo, chú Nam, bảy người. Mà cái hình này, à Ngọc biết rồi, chụp với Ba Thành, Mẹ Diễm. Đúng không mọi người? Yeah! Mọi người trước ơi, đúng mấy câu vậy? Mọi người ơi, vì ban tổ chức nói là Ngọc trả lời được 50%, vừa đúng 50% số câu hỏi luôn. Mà Ngọc muốn nhận được cái hộp quà kia kìa, thì Ngọc phải nhảy một bài của Kun. Thì Ngọc sẽ chọn bài Ai Cũng Là Siêu Nhân nha. Chỉ một đoạn thôi, khoan như một bài đâu. Ok, bắt đầu. Go! Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Đừng quên cho Ngọc like, share, subscribe kênh Lê Huỳnh Bảo Ngọc nha. Còn bây giờ thì bye bye.